Ấy chị em mua vé về đi, về Việt Nam đi. Về Việt Nam để tham gia thử tham gia biểu tình xem. Rồi xin mời anh. Rồi xin chào Đại Minh. Hello anh bạn, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Rồi. Nói chung về vấn đề mà tụi nó kêu gọi biểu tình hiện nay đó anh bạn, Đúng rồi. theo như Lợi Minh nghĩ đó, là chuyện đó là chuyện không thể nào có xảy ra lần thứ hai. Tại vì vừa rồi cái vụ bạo loạn vừa rồi đó, đó là cái sự nhân đạo và cái mà nhà nước Việt Nam mình vừa rồi đã để cho những cái luật lệ và những cái giống như là mình thả lỏng đó, đó mà tụi nó lợi dụng cái thả lỏng đó mà nó Cái vấn đề tôi nhận xét lại khác, cái vấn đề đấy là cái bài của cơ quan an ninh để cho những người dân và thế giới biết rằng đấy, biểu tình ở Việt Nam là như thế đấy, và nói chung những người những cái chính quyền Việt Nam người ta rất nhân đạo đối với người dân. Đấy chưa? Nhưng mà thì những lần thứ anh hai bằng thì thấy không có, nhưng nếu mà có, ví dụ có tiếp cái đợt thì này là không có. Vâng. thì anh bằng thấy đó thì đó thì tôi đồng ý với anh bằng về vấn đề mà anh nói nó lợi dụng cái vấn đề mà sự dễ dãi của cái luật pháp Việt Nam, nó lợi dụng vừa rồi nhưng mà nó tưởng Dạ. nó dễ ăn, khi mà nó nhảy vô nó tưởng nó là dễ ăn với cái chính sách mà Việt Nam, nhà nước Việt Nam mình cũng thủ hết rồi, mình cũng thủ rồi chứ không phải là không, mình lại làm ngược lại với tụi nó khi mà tụi nó sử dụng những cái hành động côn đồ của nó đó, nó xúi giục người dân bạo loạn nhưng mà cái chính sách mà mềm dẻo của đảng và nhà nước anh thấy không, rất là nhân đạo, không có chống lại người dân mà chỉ tìm cách ổn định trật tự mà để được gọi là bảo vệ sự an ninh thôi, không chống lại bằng mọi hình thức, rất là hay và đã chứng minh cho cộng đồng thế giới và những người Việt trong nước ngoài nước đều thấy rằng cái đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước lúc nào cũng mềm dẻo và lúc nào cũng tạo cơ hội cho người dân và ngay cả những các thế lực thù địch thì vẫn tạo cơ hội cho họ điều kiện để đặng mà làm người, cho họ điều kiện để đặng mà trở thành một cái con công dân tốt của xã hội. Anh thấy ngay cả thằng Bill Gia Nguyễn cũng vậy, cái chính sách rất là nhân đạo, rất là hay, và những cái thành phần sau này anh thấy không, và không nhân đạo, sau khi mà luật pháp đã ban hành rồi thì mình sẽ cứng rắn hơn, bút Đúng ba cái tên Việt kiều Mỹ, nó ý là nó đúng nghĩ là nó là Việt kiều à, Mỹ đúng. vào Việt Nam là nó muốn Trời muốn ơi, muốn muốn rượu. tôi nói với anh Lợi Minh, với tất cả bạn này, cái những người cộng sản người ta khôn lắm. Cái thằng Huy Nguyễn ấy, nó là chỉ là con tép thôi, nhưng mà nó đã Đúng. khai ra cái ông có cái thằng bộ trưởng nội bộ nội vụ của chính quyền, của cái chính phủ Đào Minh Quân rồi, đúng không? Thì thả con tép ấy để tóm những cái thằng to hơn. Vừa rồi hai cái thằng kia, đúng không, bị xử 14 năm tù, kêu đi đấy, Mỹ can thiệp Thì không đó đấy. can thiệp đâu, tội Vâng. khủng bố nó rõ ràng là như vậy rồi thấy không, nhưng mà đối với thằng Will Gia Miễn thì chính sách nhân đạo của mình rất là hay, mình vừa vừa cứng rắn mà vừa mềm dẻo, đâu phải là tụi nó nghĩ rằng dễ ăn lắm, thì thành ra tôi thấy cái những cái cuộc bạo động sắp tới đây mà nó kêu gọi đó, đó là cái chuyện không thể nào có, không thể, người dân Việt Nam mình đã nhìn thấy rồi. Trong những ngày qua tôi có gọi về ở ở người nhà tôi hỏi rồi thì tôi thấy rằng ai cũng cảm thấy ngao ngán những cái sự mà nó làm như vậy, nó làm tổn thất đến kinh tế và đời sống, an ninh trật tự và xã hội, công ăn việc làm và đời sống, người ta cảm thấy nó mất mát nhiều hơn là lợi, nó không có một cái sự lợi gì cả, cho nên cái cuộc bạo loạn sắp tới mà tụi như Tân Ni Thái, Benny Chương, rồi Ngô Sa Đào, rồi mấy thành phần mà chống phá đất nước tụi nó kêu gọi, tôi thấy là vô hiệu. Đấy. Như hồi nãy có cái thằng lấy cái nick anh thấy không, xuống đường đó thì nó vào, anh thấy Đấy. nó dở vọng Wow. giống như Đấy. là một người yêu nước, tôi yêu nước Đấy, đồ. những người yêu nước Việt Nam đấy. Đấy, tôi cho một cái thằng dân chủ lên đấy, những người yêu Việt nước Việt Nam đấy. Đúng không? Sau là những người ấy lãnh đạo Việt Nam đấy. Thì người ta như thế nào? Toàn ba thằng thần kinh. Ngu si đồn đần độn rốt nát. Hình như các bạn tôi bị gớt rồi anh bằng ơi. Không không vẫn còn, nói tốt mà
Nghe rõ. Đấy. Mạng bên Mỹ rất là ok, đúng không? Mạng Việt Nam coi như chạy phe phé. Rồi bây giờ có khi lợi binh xuống xong rồi lên hình nó bị mở lắm rồi. Rồi, ok đi, xin lên lại.